Thưa quý vị, đã uống rượu bia thì không lái xe. Khẩu hiệu này có vẻ như là đã rất quen thuộc và được tuyên truyền rất rộng rãi. Thế nhưng vẫn có những người dân đã bỏ qua và hệ quả là vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, ảnh hưởng không chỉ tới sức khỏe, tới tính mạng của những người uống rượu bia mà còn cả cộng đồng nữa. Và mới đây nhất thì Bệnh viện Việt Đức cho biết là các bác sĩ Trung tâm Nam Học đã vừa tiến hành mổ cấp cứu cho một nam bệnh nhân 25 tuổi, trú tại Quảng Ninh, bị chấn thương tinh hoàn sau tai nạn xe máy. Và đáng nói là anh này tự ngã xe sau khi mà uống rượu. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng sưng nề, bầm tím, tụ máu biểu bên trái, đau vùng cột sống cổ sau tai nạn ngã xe máy, tự ngã có uống rượu. Hình ảnh siêu âm cho thấy bệnh nhân bị chấn thương tinh hoàn bên trái, tụ dịch tinh hoàn hai bên, phim X-quang gãy gai sau C4. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu. Các bác sĩ đã lấy máu tụ, cầm máu, khâu phục hồi bao tinh hoàn trái. Hiện tại sau mổ, sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định. Các bác sĩ cho biết nhóm bệnh nhân chấn thương tinh hoàn do tai nạn giao thông có sử dụng rượu bia ngày một gia tăng và luôn kèm theo chấn thương cột sống cổ, chấn thương sọ não. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi sử dụng rượu bia thì không tham gia giao thông để tránh những nguy hiểm cho bản thân cũng như những người xung quanh.